Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi được ghi nhận tăng nhẹ so với vài ngày trước đó, dao động trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng một ký. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 57.000 đồng một ký được ghi nhận tại Đồng Nai, Bình Dương, mức giá thấp nhất khu vực 52.000 đồng một ký được ghi nhận tại Bến Tre. Giá heo hơi dứt nhẹ vào giáp Tết chủ yếu cho nhu cầu tiêu thụ tăng và thông tin về việc chính phủ yêu cầu siết chặt tình trạng heo nhập lậu với giá thấp Tuy vậy, với thực tế, tình hình nguồn cung còn tương đối ổn định, trong khi nhu cầu còn thấp. Nhiều chuyên gia cho rằng giá heo hơi trong quý một năm nay khả năng vẫn duy trì ở mức thấp với phổ biến 53-60.000 đồng ký tùy loại.